Alo, Sư hả? Em sang nè. Trời, nó đi chiếc xe 4 bánh mẹ, em xe đủ má có 2 bánh mẹ xe quần bắp nữa. Với tao nó không kịp. Mày cố mà bám theo đi. Mẹ nó bây giờ xe hướng nó chạy luôn rồi. Mày hả nó? Dạ chào anh. Chào. Anh tới gội đầu hay massage vậy? Cả hai. Cô chủ xinh đẹp đâu rồi em? Chị mới vừa đi khỏi rồi. Còn em gọi cho anh không được hả? Được. Được chứ. Chị mời anh theo em. Của anh 100.000. Em mời anh. Em mời anh. Anh dùng loại dầu gội đầu nào? Loại nào cũng được. Anh dễ tính thiệt á. Chỉ dễ tính với em thôi. À, cô chủ đi lâu hay mau? Dạ, chỉ đi tới mấy ngày lận. Có một anh thiếu gia rất là đẹp trai đến đón chị bằng xe hơi á. Cô ấy đẹp vậy, ai mà không muốn đi chơi cùng? Không phải, tại vì mấy bữa nay chỉ có chuyện buồn, cho nên đó là hả, thiếu gia này phải qua động viên chỉ hoài luôn á, chỉ mới chịu đi cho khuây khỏa. Nghe nói hình như là cô chủ em sắp lấy chồng mà còn đi chơi với thiếu gia là sao? Em cũng không biết nữa, chỉ nghe họ nói chuyện qua điện thoại á, là cái anh chàng này á đưa cho chị một số tiền để đặt cọc nhà, nhưng mà số tiền đó đã mất rồi. Đặt cọc nhà? Ừ. Chắc là số tiền lớn lắm á. Em không biết là bao nhiêu nữa, nhưng mà mất số tiền này á, chị khóc quá trời luôn á, rồi bỏ ăn bỏ làm mấy bữa nay luôn anh. Đã đánh mất tiền của người ta rồi mà còn đi chơi với người khác nữa. Cô chủ của em cũng thật quá đáng lắm. Vào đi bọn mày, vô. Nhưng mà em nghĩ chắc sắp tới em sẽ đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Đi với ai? Em đi với bạn em. Chính tai tôi nghe cô ấy điện cho một thằng đàn ông đến đón cô ấy. Anh Sứ kiểm tra cô Dụ Linh lại xem liệu cô ấy có còn chung thủy với anh hay không. Đã đánh mất tiền của tao còn ngang nhiên đi chơi với trai, theo tụi mày thì phải xử như thế nào? Theo em, cậu đâu trảm đó. Nhìn cái bộ dạng của nó, bước lên xe cái thằng kia, em muốn đâm cho nó về nhát. Không chừng nó thông đồng với thằng đẹp trai đó, chơi trò lừa gạt, lấy tiền của anh hai đi ăn chơi nhảy múa. Không cần biết nó có lấy tiền của tao hay không, chỉ riêng chuyện phản bội tao cũng phải xương tan thịt nát. Phải cho nó xương tan thịt nát. Vô đi hả? Chuyện con Diệu Linh bỏ qua. Công việc trước mắt là phải đi đòi những khoản nợ khác. Có nhiều không anh ơi? Vài chục ngàn đô. Wow. Hôm nay trúng mẻ gì mà nhiều tiền vậy? Bọn mày không cần biết mẹ gì, chỉ cần biết đêm mai đi theo tao, làm theo những gì tao dặn. Mỗi đứa sẽ có dăm 10 triệu tư vọng. Ok. Vô anh hai. Vô.
Giờ này máy bay chỉ mới hạ cánh. Nóng lòng giọng nói Minh Thư phải không? Dạ. Nhưng cháu còn nóng lòng chờ đợi diễn biến kế hoạch bắt tên sứ ngoài đó nữa. Về mặt lý thuyết, kế hoạch của chú cháu mình rất hoàn hảo. Chính vì vậy mà lãnh đạo ban chuyên án mới cấp tiền và chi viện lực lượng cho chúng ta. Nhưng trên thực tế, tên sứ là một tên lưu manh cáo già, chưa chắc gì dịu lên dù hắn xuất hiện được đâu. Tiếc quá à. Hôm nay mà máy bay không xuống trễ thì được ngắm Hà Nội rõ hơn nữa rồi. Lo gì, Minh Thư và Diệu Linh còn ở đây vài ngày mà. Mình và Vân Anh sẽ sắp xếp đưa hai người đẹp đi tham quan khắp thành phố. Alo, Nhân Quân hả? Sao bây giờ em mới nghe máy? Tại vì máy bay xuống trễ 10 phút á, nên bây giờ mọi người mới đang trên đường về thành phố nè. Cho anh gửi lời chào đến chị Dương Anh của em nha. Dạ được à. Mà bây giờ thì sẽ đang đông người á. Lát nữa anh đi ngủ đừng có tắt điện thoại nha. Em gọi lại cho anh. Anh biết rồi. Dạ. Người yêu à? Dạ không đâu chị, tụi em mới đang tìm hiểu nhau thôi à. Diệu Linh mới tới Hà Nội lần đầu đúng không? Dạ. Vậy thì ngày mai á, tôi sẽ dành cả buổi dắt hai bạn đi tham quan cho biết và ăn những món đặc sản của Hà Nội này, chịu không? Cảm ơn chị. Minh Thư này, khách sạn này có người của ta. Khách sạn này là do sự bố trí của cấp trên. Dạ. Nếu có việc cần cô cứ gọi tôi nhé. Nè, nhưng chuyến ra Bắc này, bạn liên lạc với sứ xem gia cảnh của anh ta ra sao? Thôi mình sợ lắm, mình vừa mới làm mất tiền của người ta mà. Bạn đừng có sợ, nếu như mà sứ yêu bạn thật lòng á, và hoàn cảnh của sứ đúng như những gì mà anh ta kể với bạn á, thì số tiền đó chẳng là gì hết á. Bây giờ bạn khuyên mình làm sao? Bây giờ bạn gọi điện cho sứ đi, nói là bạn đang cùng mình ra Bắc thăm bà con, hiện đang có mặt ở Hà Nội, muốn được đến nhà thăm ba má của anh ấy. Yên tâm đi, có mình mà sợ gì nữa. Sao mấy bữa nay cô tắt máy? Dạ, tại vì em muốn làm cho anh một sự bất ngờ. Cái gì? Bất ngờ hả? Hay là cô dẫn một thằng chồng sắp cưới đến trả lại tiền cho tôi phải không? Dạ không phải, anh hiểu sai rồi. Em đang ở ngoài Hà Nội nè. Em muốn gặp anh để nói rõ mọi điều. Cô nói sao? Có thật cô đang ở Hà Nội không? Em nói thiệt mà, không tin thì anh nói chuyện với bạn gái của em đi. Cổ ra ngoài này thăm bà con, em đi theo luôn nè. Anh nói chuyện với cổ nha. Alo, em chào anh. Em là bạn của Diệu Linh nè. Thế à? Dạ.
Hiện tại em và Diệu Linh đang ở nhà người thân của em, ở gần công viên Lenin á. Anh qua đây rước cô ấy về nhà đi. Diệu Linh đang rất nóng lòng muốn được gặp ba má của anh đây nè. Nếu mà anh không tin á, thì anh cứ tắt máy đi. Em sẽ gọi điện thoại lại cho anh bằng máy bàn. Đọc số đi, 0908. Giờ nó gọi lại coi sao đã. Alo. Đúng rồi, con nhỏ này ở Hà Nội rồi. Sáng nay tôi thấy nó khoác cái túi bước lên xe. Một chiếc xe hơi xịn lắm. Cô đưa điện thoại tôi nói chuyện với Diệu Linh. Rồi. Dạ em đi ạ. Alo. Em à. Anh đang lo hợp đồng ở biên giới nên xa Hà Nội đã 5 ngày rồi. Anh ơi, vậy hay là anh đưa địa chỉ nhà của anh đi, em tự tới thăm ba má anh. Không nên, em cứ đi chơi với bạn của em đi. Mai mốt anh sẽ về Hà Nội. Phải có anh, bố mẹ mới đón tiếp em chu đáo được. Dạ, anh ơi, từ hôm em bị mất tiền, ngày nào em cũng buồn, em cũng sợ. Em rất là muốn gặp anh để... Được rồi, ngày mai hay ngày kia anh sẽ về, chúng mình sẽ bàn tiếp chuyện này. Vậy bây giờ anh hết nghi ngờ em chưa? Anh đâu có nghi ngờ em. Chỉ vì mấy hôm nay em tắt máy, anh thấy bực, nên không có liên lạc với em. Thôi, em đi ngủ sớm đi, sáng mai anh sẽ gọi lại. Dạ, vậy anh ngủ ngon nha, bye anh. Mình nghĩ anh chàng số này vẫn còn nhiều bí mật đó. Bạn cứ vô tư đi chơi với mình vài ngày nữa, đợi xem anh ta nói có đúng không. Bọn mày thay đồ đi, đi công chuyện cho tao. Đi đâu anh hai? Đi đâu vậy? Thì cứ thay đồ đi, tao sẽ nói. Dạ. Dạ. Thôi, bộ đi tắm đi, nha. Mình điện thoại cho chàng một lúc.